Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt tại ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Thái lên nhà của em Lợi nha, các cô chú, anh chị. Thì em Lợi thì bị tai nạn, là bị hư nửa hộp sọ. Thì hôm trước có mình có làm một cái clip để kêu gọi. Thì cũng được là cái sự ủng hộ và giúp đỡ của các cô chú mạnh thường quân là để em Lợi là đi ra ngoài Sài Gòn đặng tháo cái sọ mà nó bị mủ ra đó các cô bác, rồi thay vô cái hộp sọ nhân tạo. Nhưng mà khi mà em nhờ mình lên hỗ trợ thì cái trong cái hộp sọ cũ của em nó đã bị mủ rồi, cho nên là bây giờ hiện giờ thì bác sĩ đi ra ngoài là tháo hộp sọ giả nó ra rồi, nhưng mà chưa lắp vào được các cô chú anh chị. Thì với em Lợi có hai đứa con, thì cháu bé là rất ngoan và lễ phép. Thì các cô chú mạnh thường quân có thấy dễ thương, thì các cô chú mạnh thường quân có gửi về một số tiền để cho mình là tiếp tục hỗ trợ cho em. Thì hôm nay thì cũng là ngày 28 rồi, là ngày cúng ông bà ở quê mình, ở Việt Nam mình, các cô chú anh chị. Thì người ta thì ở nhà người ta ăn uống, còn mình thì phải đi đặng giao những cái số tiền này cho những cái hoàn cảnh kẹp để ăn Tết nha các cô chú anh chị. Thì bây giờ mình mời quý vị và các bạn cùng mình đi vô gia đình của em Lợi. Thì hôm nay thì ngày 28 Tết đến thì gia đình của em con cháu về là rất là đông, rất là nhiều người các cô chú anh chị. Nội cháu không là đâu 6-7 đứa cháu nhúc nè, là 6-7 đứa luôn. 13 đứa lận ha, mà về mới 6 đứa ha. Dạ, con chào cô, chào chú. Dạ. Bữa nay 28 rồi, nhà mình có cúng gì không chú? Có. Dạ. Có cúng ông bà, có cúng ông bà hả? À, năm nay có ông bà bằng cái gì? Cá lóc hấp với lại con vịt quay. À, cá lóc hấp với vịt quay ha. Dạ. Dạ. Đây là ba của em Lợi nha các cô chú anh chị. Chú giới thiệu lại chú tên gì? Phan Nhân Cán. À, chú Cán ha. Dạ. Dạ, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 67 rồi. Dạ, chú 67 tuổi rồi. À, thì đây là mẹ của em Lợi nha các cô chú anh chị. À, cô cho con hỏi cô tên gì? Dạ, Nguyễn Thị Mực. À, cô năm nay nhiêu tuổi? 65. À, con cháu bữa nay về nhà đông vui quá hả cô? Dạ. Vui không? À, vui thì cũng có vui mà buồn cũng có buồn. À, buồn tại sao? Bị gì về nó không đủ hết. Về không đủ hết ha. À, con cháu cũng có một số về, một số chưa về ha. Dạ. À, đây là em Lợi nha các cô chú anh chị. Thì em bị bể nửa hộp sọ. Mà lúc đó là cái hộp sọ của em là bị xì mũ. Yeah. À, rồi bây giờ em đi ra ngoài thì lấy cái hộp sọ của em ra rồi, bây giờ nó bị hót lỗ vậy nè nghe các cô chú anh chị. À. Quay nhiên quá. Ừ. Em giới thiệu em tên gì? Dạ em tên Phan Lợi. À, em Lợi năm nay nhiêu tuổi? Dạ 35 tuổi. À, 35 tuổi rồi nghe các cô chú, mới 35 tuổi à. Yeah. À, rồi cái hộp sọ của mình đi ra ngoài bác sĩ xử lý thì sao mà bây giờ cái hộp sọ mình nó gì? Em không biết, bác sĩ gắn vô, bác sĩ nó bình thường rồi. Bây giờ nó lòi con ốc vít rồi đó. Rồi bác sĩ nói mổ ra gắn sọ tạo vô, nhà mạnh thường quân giúp đỡ. Rồi gắn vô, sau mổ xong thì gắn vô cái mũ. Mổ xong mũ. Mũ giờ ta kêu là bỏ gắn sọ tạo không được. À, bây giờ gắn không được, gắn không được luôn hay là sau này gắn mới được? Dạ sau này gắn mới được. Hôm qua Tết mà không biết khi nào. Vậy đó ha. Dạ. À, rồi bây giờ cái tình hình sức khỏe mình bây giờ mình thấy sao rồi? Dạ thấy cũng bình thường bác. Bình thường ha. Dạ. Nó còn nhức nhói gì như lúc xưa không? Dạ không, mà đi làm thì bữa đó đi làm cho 2 tiếng hồi nhức cái đầu trong nổi. À, cái hộp sọ mình như vậy mà mình còn phải đi làm nữa hả? Dạ, nó nghèo khổ làm đó. À. Dạ con cha mẹ cha. Hình như là mình thấy là hình như là anh lấy cái hộp sọ này ra rồi anh nói chuyện không có được như là không lúc chưa lấy. Bình thường. Dạ. Nói vậy là lia lịa mà nói. Bây giờ mình biết là mình nói chuyện là không có như bình thường như lúc trước không? Dạ cũng bình thường, cũng 6 mự nha anh. Bà hồi nhớ ngoài không? Bình thường mà 6 mự. Dạ. Hồi nhớ ngoài không? Rồi mình về hồi nào vậy? Em về đi, hôm qua đó 3 giờ mấy, 4 giờ sáng, 4 giờ chiều á. Em hôm nay anh chở về. Rồi về tới đây là mấy giờ? Về tới đây đâu gần 11 giờ. Là từ cái lúc mà mình đi lên trển mà lấy cái hộp sọ ra là tới bây giờ luôn là Tết mình mới về đó không? Dạ. À, rồi anh trển là ai làm nuôi mình? Vợ. Vợ làm nuôi ha. Dạ, bán số đâu
cũng cả tháng giờ bán lỗ, ngày bán dư hai ba tờ luôn. Ơi ấy lỗ hả? Dạ rồi xin công ty của Trang như đó làm được đâu mới có 1-2 ngày à. À, rồi lương thì bác sĩ bên công ty người ta nói là mới vô làm á, tạo nghiệp nên là sự nghiệp nên làm xong nó quen á, lương cao, mới vô mặn lương chút xíu à thử tay nghề thì lương nó thấp. Dạ. Làm quen là lương nó mới cao ha. Dạ. Thì quý vị cũng thấy rồi, khi mà tháo cái hộp sọ ra thì ảnh nói chuyện nó không có được bình thường nha các cô chú anh chị. Liêu láo, nó không có đầu, nó đúng đầu hết á. Nhưng rồi không biết mà tới khi mà lắp lại nó có được bình thường hay không. Nếu như mà lắp lại là nó bình thường ha. Dạ, thì nghe bác sĩ Hải nói chứ. Thì quý vị thấy là mới 35 tuổi, hai đứa con mà bây giờ bệnh dị nữa thì vợ nuôi. Thì cho nên là cũng hoàn cảnh thì cũng rất là đáng thương nha các cô chú anh chị. Xẹp một bên nè, lấy ra một bên nè, xẹp lép một bên nè. Hót một lỗ luôn. Cô cho con hỏi là lúc mà lúc mà con mình bệnh đi ra ngoài là nên cô nuôi hay là sao? Đi ra ngoài rồi nhỏ dâu. Dâu nuôi ha. Dạ. Dâu nuôi. Đi ra ngoài cũng mấy ngày rồi cái thấy thằng này nó tỉnh mới về. Dạ. Bị về còn bọn nhỏ nó, con nó đây rồi đi học hành đâu có ai đâu mà coi nó. Dạ. Ông thì ông nội giờ đâu có bằng mình, ăn uống đâu bằng mình được. Dạ. Đó. Rồi nó thôi giờ nó khỏe thôi con ở đây con nuôi mày đi. Nuôi nó đi rồi để mẹ về mà coi mấy đứa nhỏ với trên học ở dưới này 4-5 đứa dưới này. Dạ. Đó. Rồi về này đó, ở dưới này rồi nó chả nuôi rồi tới chừng xuất viện ra thì bác sĩ Hải mổ rồi bác sĩ Hải có nói kêu mình xuống như mổ rồi cái kêu mình xuống nói bây giờ là cho cô biết là tưởng đâu nó nhiễm trùng ở trên không hồi không ngờ đâu dở cái sọ lên là nó nhiễm trùng ở dưới. Yeah. Bây giờ là chưa có vô được, để chừng nào mà thịt cho nó đành hết trơn như bình thường như vậy đó là mới vô, không biết đâu 3 tháng mà miếng cứ tuần 2 tuần là người ta phải đi khám lần, tuần hay lần khám đặng mà cho nó. Vậy là ở ngoài đặng là mỗi một tuần là phải đi khám phải không? Nó phải đi khám, mỗi tuần đi khám. Dạ. Chứ đặng mà người ta coi đi, chụp hình này kia nó khám nó lấy thuốc uống đặng mà cho nó sạch nó không. Dạ. Có còn nhiễm trùng nữa gì đó. Dạ. Đặng cho nó khô lành thịt đặng nó mới vô được. Dạ. Rồi bác sĩ nói nếu như mà lành á là cũng từ 3-4 tháng. Dạ. Là mới vô được. Dạ. Mà giờ là nó ngoại nó về thì bác sĩ có điện ngoại, bác sĩ nói để qua Tết này ra ngoại coi như sao mà miếng lành được á thì mới làm được, chứ còn chưa có lành nó sợ nó nhiễm trùng rồi làm vô nó tốn. Dạ. Tiền mà nó không hết, thực sự nó làm nhiều quá nó không nên. Dạ. Đó, bác sĩ nói vậy thì nó để đi qua cái cỡ mùng 8 mùng 9 nó ra. Dạ. Nó ra rồi giờ đang mà bác sĩ coi khám lại. Con thấy hình như là ảnh gỡ cái sọ ra, hình như là ảnh nói chuyện không nói có chuyện được hơi liếu. Nó hơi liếu rồi đó. Dạ. Nó không có được bình thường. Mà người lúc nó bị nó cũng vậy nè, mà điều nó đỡ hơn bây giờ. Dạ. Nó nói chuyện mà nó đều đỡ hơn bây giờ. Rồi tới chừng vô thì nó hơi được hơi tỉnh chút. À. Rồi giờ lấy cái này ra rồi cái bị gì, bác sĩ nó nói vậy nè, phải chừng kể 1-2 ngày nữa là nó vô, nó lủng vô cái màng nạ màng nhĩ luôn á, là không có trị là khùng luôn. Vậy suốt đời rồi nhờ nó làm mai đi ra phước đức ông bà để lại đi ra mà mau mới lấy ra coi mổ ra rồi mới lấy nhiễm trùng lấy ra kịp đó ha. Kịp đó chứ thôi là này là cũng như là nó khùng tới suốt đời tới chết luôn đó chứ không bao giờ tỉnh lại. Dạ. Mà thấy sao mà bị bệnh rồi đi mổ như vậy mà còn đang trong cái tình trạng khám mà còn để em nó đi làm nữa con? Ở ngoài nó thấy nó chịu không nổi, không có tiền. Mình sợ ta nữa vô rồi cái không có tiền đó. Dạ. Rồi vô mấy chục triệu, 40-50 triệu không có tiền, rồi thấy nó vậy thấy ta mặn rồi thôi đi ra. Ở ngoài nó chừng mà mấy anh nó ra, mấy thấy đi ra gần đâu có mặn gì đâu. Dạ. Rồi cũng đi ra đứng vòng vòng ngoài nắng vậy nè. Dạ. Chứ đâu có mặn gì đâu có cho. Rồi cái mấy thằng công trình nó quen con cháu này kia nó nói không được. Rồi kệ em đứng đây chơi hồi coi ra ngoài đứng đâu 1-2 tiếng hồ bắt đầu nhức đầu chịu không nổi, rồi la làng chạy la làng, rồi anh nó chở về nhà trọ luôn, rồi tới giờ đâu có cho ăn nữa. Dạ. Ăn rồi nằm, có khi nấu cơm nồi cơm sống nhăn, bắt nồi cơm lên rồi nồi cơm không bấm điện vậy đó ha. Dạ. Con vậy đó. Con cũng cảm ơn con nha. Dạ. Dạ thì cô là cái người mẹ, là người trực tiếp nuôi
nuôi em lợi nhiều nha các cô chú anh chị. Thì vợ thì phải đi làm để là kiếm thu nhập là nuôi chồng ăn uống trong những ngày mà nằm để gắn được cái hộp sọ nhân tạo vô. Em chào chị. Dạ, dạ. Chị tên gì? Em là Thị. Chị năm nay nhiêu tuổi? 34. Em 34 tuổi rồi ha. Đây là bốn đứa con của mình ha. Dạ hai đứa. Hai đứa, đứa nào, đứa nào? Cái này. Hai mẹ con đây ha. Còn bên đây? Cháu. Cháu. Cháu luôn. Con giới thiệu là quý vị khán giả con tên gì? Con tên là Phan Hữu Quỳnh. Năm nay Quỳnh nhiêu tuổi? Dạ 8. Quỳnh 8 tuổi. Quỳnh học lớp mấy rồi? Dạ lớp 2. Quỳnh lớp học lớp 2 rồi ha. Quỳnh học giỏi không? Dạ cũng mong tập khi được cộng môn toán, con cũng hơi lắp bắp. Vậy ha, môn toán con cũng hơi lắp bắp ha. Rồi mẹ đang làm gì cho con nè? Dạ mẹ đang chải trí. Chải trí hả? Con có trí không mà chải? Dạ con. Làm sao con có trí vậy? Tại bà hôm á cha mẹ không có, tại sao á con ngồi đầu hai ba bữa con không có gỡ xong có trí. Trí nhiều không? Dạ cũng hơi nhiều. Nhiều hả? Sao chú nghe nói là trong lớp con là không ai có trí hết, con mình anh có con có trí phải không? Dạ. Hay là bạn con lây con? Không phải, bạn con không có lây. Bạn con không lây hả? Tại con có trí phải không? Dạ. Cháu cũng ngoan lắm nghe các cô chú. Nè, con tên gì? Phan Quốc Kiệt. Hả? Phan Quốc Kiệt. Kiệt năm nay nhiêu tuổi? 10 tuổi. Kiệt 10 tuổi, Kiệt học lớp mấy rồi? Lớp 2. Thì sao mà học chung với em vậy? Thương em, đợi em học chung hay sao? Tại vì em con ấy vậy lớp. Hả? Bán giấy số với mẹ. Nghĩ rằng đi bán giấy số với mẹ hả? Dạ. Bây giờ học lại chưa? Dạ rồi. Bây giờ là chờ em học chung rồi học có giỏi hơn em không? Dạ không, giỏi môn toán. Giỏi môn toán, còn em giỏi môn gì? Tiếng Việt. Thì hai anh em kết hợp là được mới giỏi được không? Dạ. Thì mai mốt là hai anh em học chung rồi dạy nhau nghe. Dạ. Anh không biết tiếng Việt thì kêu em dạy, còn em không biết toán thì kêu anh dạy. Dạ. Nha. Dạ. Rồi ba mình về mình mừng không? Dạ cũng mừng. Cũng mừng thôi chứ không phải mừng hả? Rồi ba mình về rồi mình có hỏi thăm ba mình gì không, rồi có ôm hôn ba gì không? Không. Không hả? Rồi có hỏi thăm ba không? Cả. Hỏi gì sao? Nói chú nghe ơi. Hỏi cha khỏe không? Rồi cha trả lời sao? Cả không biết. Vậy sao kỳ vậy? Hỏi mà không biết kìa. Tết tới rồi có đồ mới chưa? Dạ, chịu cha mẹ chở đi mua. Chiều nay mới chở đi mua hả? Dạ. Tới giờ là 28 rồi, chưa có đồ mới nữa, chiều mới chở đi mua. Dạ. Con có chưa? Dạ, có một bộ rồi. Thì sao con có mà em chưa có? Con không có biết. Thì sao không biết kìa? Ai biết. Đồ năm rồi hả? Dạ. Thì con còn đồ năm rồi không? Dạ còn. Còn sao đòi đồ mới nữa? Tại cha mẹ nói đi về mua. Mẹ đi về mua ha, là mẹ mua cho mình rồi cho anh luôn ha. Dạ. Vậy mà anh nói có rồi, anh nói dốc ha. Con có một bộ rồi. Con có bộ rồi, mua nữa không? Dạ mua. Mua nữa hả? Có rồi thôi chứ mua gì nữa. Dạ, nãy người ta nói mặt. Không có, người ta mua, bây giờ có rồi thì thôi. Về ngoại mặt. Về ngoại bạn ha. Dạ. Cho má nghe rồi cái tình hình bệnh của ảnh là sao chị? Dạ bây giờ ảnh đang, bác sĩ đang theo dõi cái vết thương á. Bác sĩ đang theo dõi, cũng như từng đồ là bác sĩ gọi tới, Rồi cái số tiền mà cái đợt hổm đó mình đi ra mình mới có là giáp mũ đồ đó. Mình mới giáp mũ đồ, mình chưa có là để cái hộp sọ nhân tạo vô, là bây giờ cái số tiền đó vợ chồng mình gìn giữ còn không? Dạ còn. Còn là cố gắng để nó gìn giữ, đừng gắn hộp sọ nhân tạo cho chồng ha, đừng có lậm vô cái tiền đó ha. Dạ. Nói chung cái số, những cái số tiền đó là cái số tiền là cũng là mồ hôi của Mạnh Thùng Quân, người ta mằng cũng làm lụng cũng cực khổ lắm, người ta để dành, ta thấy thương vợ chồng, chồng mình bị bệnh như vậy rồi hai đứa con á, thì nó còn nhỏ quá, cho nên người ta hỗ trợ thì mình cũng gán mình làm là đúng như là những cái lời mình đã hứa ha. Dạ. Rồi cỡ này đi ra ngoài là làm cái gì? Em đi bán rồi ế quá, em nghĩ em xin vô xưởng khẩu trang làm. Bán là bán cái gì? Bán giấy số á. Bán giấy số mình nên ế ha. Dạ.
Tại vì em không có quen đường. Rồi xin vô khẩu trang làm là sao? Khẩu trang y tế mình nè. Rồi làm rồi. Bên đó lương có lý không? Dạ mà tháng vô thư viện tháng có 30 mấy à. Tháng có 30 mấy hả? Dạ. Rồi máy gành là lương cao không? Cái này nó chạy bằng máy không? Vậy đó ha, tự nó chạy bằng máy ha. Cũng như là người ta máy nó chạy ra nhiêu thì mình làm nhiêu, mình làm mình tính ha. Dạ. Mình làm mình tính lương hàng ngày, tính tháng vậy đó ha. Dạ. Chứ không có ăn sản phẩm gì phải không? Dạ không. Mình làm đó mình thấy được không? Dạ được. Đủ nuôi tiền chồng không? Dạ đủ. Đủ nuôi chồng hả? Cũng như nuôi tiền chợ, tiền ăn uống đồ hàng ngày. Tiền trọ đồ á ha. Dạ. Rồi hai đứa con làm sao? Ông bà nội nuôi. Giao lại cho ông bà nội hả? Dạ. Ôi. Ông bà nội cũng đảm nhận trách nhiệm cũng nặng ha. Dạ. Rồi bữa nay có đi chơi đâu không? Tết rồi. Có đi chơi con. Nói là Tết mẹ là chiều cha mẹ chở đi mua đồ Tết sẵn cúng Phật luôn. Vậy sẵn đó. Sẵn đi chùa. Sẵn đi cúng chùa luôn ha. Dạ. Hai đứa nói chung ra cũng dễ cân lắm nha các cô chú. Mới học lớp 2. Rồi bây giờ ba mẹ mình đi về vậy mình có mơ ước gì, mong ước gì cho ba mẹ mình không? Dạ con mơ ước là mẹ bán được, mẹ mặn được, có nhiều tiền để lo cho cha hết bệnh. Vậy đó ha. Dạ. Muốn mẹ mặn được ha, cho cha hết bệnh ha. Dạ. Cảm ơn con. Con muốn ước muốn gì không? Con muốn ước cho cha hết bệnh. Cha hết bệnh? Dạ. Ngoan nha con, cố gắng học đi ha. Mình phải cố gắng học, sau này mình làm cái này làm cái kia được, mình lo cho cha ha. Con cũng vậy nha. Thì cuộc sống của mình hiện giờ, bây giờ mình đi làm như vậy nó cũng ổn định, là cũng đủ sống ha, cũng đủ nuôi hai vợ chồng ha. Còn hai đứa cháu là có bà nội nuôi cũng đỡ phải không? Dạ vậy cũng được. Cảm ơn chị. Bây giờ sao rồi? Dạ. Bây giờ sao rồi? Thấy cũng bình thường vậy đó. Thấy cũng bình thường vậy đó ha. Dạ. Rồi lên chảnh là bác sĩ có hẹn ngày nào mình họ mổ vậy không? Không anh, bác sĩ nói là lên chảnh từng hay từng đi khám cái. Anh nghe bệnh viện 152 á, Bình Dương á, khám cái. Cái thẻ thì cứ khám hoài đó, thấy thẻ thì không nói mình. Chừng nào để vô được, ổng nói để vô ha, chứ chưa biết ha. Dạ. Cũng chúc anh năm mới thì cũng chúc anh là mau làm bệnh để là gắn cái hộp sọ vô được. Dạ. Ha, được dạng sự như ý ha. Dạ. Thì hôm nay thì em đến đây cũng có một số tiền của Mạnh Thùng Quân gửi cho em, đặng là hỗ trợ cho vợ chồng em với hai đứa con của em nó đi học. Thì hôm nay anh lên thì anh gỡ luôn. Kêu vợ qua đây. Đây em. Cô nó qua đây. Qua đây luôn nè con, hai đứa nhỏ qua đây đi. Rồi vậy đi con ơi. Thì đây là cái số tiền Mạnh Thùng Quân gửi cho gia đình mình. Là chú Long gửi cho gia đình mình là được là 250 đô. 250 đô thì đổi ra được là 5.750.000. Thì cái hoàn cảnh của anh khổ thì em sẽ gỡ luôn cho anh là 5.800. Ha, đừng có tiền này là để dành trị bệnh với lo cho con ăn học nha. Tới Tết đó thì nói chung ra Tết thì ai cũng ăn xài, nhưng mà mình cũng phải biết quý trọng cái đồng tiền, tại vì ta gỡ cho mình để trị bệnh với lo cho con ăn học. 5.800 ha. Đây, anh ra đây cầm đi. 1 2 3 4 5 5.500.000. Dạ. 5.600.000, 5.700.000. Đây là 5.800.000. Đây là cái số tiền của Mạnh Thùng Quân gửi cho gia đình anh. Anh có gì muốn nói không? Thì em cảm ơn chú cho thằng em. Dạ. Hãy với cộng đồng mạng giúp đỡ
mẹ chồng em nhớ suốt đời. Dạ cũng cảm ơn anh ha. Dạ cảm ơn. Em có gì muốn nói không? Dạ em cảm ơn chú Mạnh Tùng Quân giúp đỡ cho chồng em. Dạ thì cũng cảm ơn em. Hai đứa con bây giờ chưa có đồ Tết nữa phải không? Ham đồ Tết không? Ham phải không? Ham không? Dạ. Thiệt không? Sao mới nói không? Nói lộn. Nói lộn mà. Trời ơi. Nói lộn là thôi, mai mốt là bút xa gà chết nha. Nói đâu là phải đúng đó, chứ không có lộn được. Thằng đó nó khờ như thế này. Còn con ham đồ Tết không? Dạ con ham. Con ham ha. Rồi chút đi mua đồ, mua đồ gì? Dạ mua đồ Tết. Hả? Mua đồ gì? Mua đầm hay là mua quần jean hay là mua gì? Mua quần jean với lại áo. Áo đầm hay sao? Dạ không. Áo thường á, không khoái bằng đầm ha. Dạ. Vậy thì hôm nay chú lên đây gửi tiền cho ba mẹ con. Thấy hai đứa con ngoan quá, chú lì xì cho một đứa 100 ngàn để ăn Tết nha. Cái này là 100 ngàn để là xài Tết. Dạ. Cảm ơn ba. Con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Đây. Cái này là chú lì xì cho con. Lì xì riêng nha. Tết xì xài nha. Đây, này chú lì xì cho con. Rồi thì video của mình hôm nay đến đây cũng xin được phép kết thúc nha các cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào. Đồng mạng và anh em Mạnh Thường Quân.